Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Boss Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái bếp điện từ 3 vùng nấu của hãng Boss mang cái mã hiệu là HMH BID675DC1E. Sản phẩm này thì nó được thiết kế với 3 vùng bếp cảm ứng từ và có cái vùng bếp nấu bên trái với cái thiết diện là phi 210 nhỏ nhất và 320 lớn nhất. Đó, đây là cái lớn nhất này các bạn. Còn đây là cái nhỏ nhất. Và trên cái bếp này thì nó có cái mặt kính là mặt kính Scott Seren. Mặt kính này giúp chúng ta là vát cạnh trước và viền inox cạnh hai bên. Đó. Và cái bếp này thì nó có cái tổng công suất là 7.4 kW. Và cái bếp vùng bếp nhỏ này thì nó và cái vùng bếp vừa này thì nó sẽ nằm ở bên tay phải và nó có cái thiết diện của hai cái vùng bếp này. Nó có thiết diện là phi 145 và phi 210. Và cái sản phẩm này thì nó có 17 mức gia nhiệt và nó có đầy đủ các tính năng về khóa trẻ em hoặc là các hiển thị an toàn khi mà sử dụng. Và cái bếp này thì nó kích thước của sản phẩm này thì nó là chiều ngang là 600, chiều rộng là 500 và độ dày của nó là 5 mm. Đây là cái mã sản phẩm thì nó cũng có được in ở trên cái mặt bếp như này. Đây là cái bảng của sản phẩm. Và cái bếp này thì nếu mà đúng á, cái vùng bếp lớn á, và bếp nhỏ thì cái công suất của nó thuộc công suất lớn và sử dụng rất là phù hợp cho những cái gia đình mà sử dụng bếp từ với nhà đông người. Và hiện tại thì mẫu này đang được bán tại Lý Boss Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua có thể liên hệ vào số hotline bên dưới hoặc là truy cập website tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.